giải mã thành công của huấn luyện viên Jose Mourinho ở 5 trận chung kết Cúp châu Âu. Trong suốt sự nghiệp cầm quân tính đến thời điểm này, Mourinho đã lọt vào 5 trận chung kết Cúp châu Âu và chưa một lần thất bại. Điều đó đã chứng tỏ rõ nét cái tài của người đặc biệt. Vậy điều gì đã giúp cho huấn luyện viên này thành công đến vậy mỗi khi bước vào các trận chung kết châu lục? Sir Alex Ferguson từng có câu nói nổi tiếng: tấn công giúp bạn thắng các trận đấu, còn phòng ngự giúp bạn đoạt các danh hiệu. Khi nhắc đến kỷ lục của Mourinho trong các trận chung kết Cúp châu Âu, phần sau của câu nói kể trên là hoàn toàn đúng. Kể từ khi để Henrik Larsson chọc thủng lưới 2 bàn tại chung kết UEFA Cup năm 2002-2003, tiền thân của Europa League, các đội bóng của Mourinho đã giữ sạch lưới trong mọi trận chung kết Cúp châu Âu kể từ đó, bao gồm 2 chức vô địch Champions League, 1 Europa League và 1 Conference League. Gộp lại đã 423 phút kể từ khi đội bóng do Mourinho dẫn dắt để thủng lưới trong một trận chung kết Cúp châu Âu. Tất nhiên, vế đầu trong tuyên bố của Sir Alex cũng đúng, và vì trận đấu chung kết chỉ diễn ra một lượt nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần ghi được bàn thắng trước, một đội hoàn toàn có thể đoạt chức vô địch. Nhưng với Mourinho, nguyên tắc chính là nếu có thể khiến đối thủ không thể ghi bàn, bạn sẽ có cơ hội rất lớn để đảm bảo thành công. Costinha, tiền vệ mỏ neo đã giành được cả UEFA Cup lẫn Champions League dưới thời của Mourinho, cho biết huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã mang đến một loại tinh thần khác cho Porto và thế giới, và ông ấy đều yêu cầu ngày càng nhiều, khiến bạn trở nên giống như một cái máy, vô cảm trước áp lực. Các câu lạc bộ của Mourinho rất vui khi không nắm quyền kiểm soát ở những trận chung kết. Các cầu thủ tin tưởng lẫn nhau, tin vào khả năng phòng ngự của chính họ. Nhờ sự nghiêm khắc của Mourinho trên sân tập, các cầu thủ đều chuẩn bị sẵn sàng, tự tin biết nơi cho đối thủ cầm bóng thoải mái mà họ ít gặp rủi ro. Đụng độ Monaco trong trận chung kết Champions League đầu tiên của Mourinho, Porto cầm bóng 45%, sở hữu ít cú sút và phạt góc hơn đại diện nước Pháp. Tuy nhiên, Monaco không có nổi một cú sút nào trúng khung thành trong 90 phút và Porto giành chiến thắng 3-0. Ở trận chung kết Champions League 2009-2010, sự khác biệt thậm chí còn rõ ràng hơn. Bayern Munich cầm bóng đến 68%, tung ra 21 cú sút, nhưng càng về sau, đội bóng nước càng tỏ ra bế tắc. Họ bắt đầu phụ thuộc vào những pha bắn phá từ xa và sử dụng các quả tạt bổng nhiều hơn. Do Inter phòng ngự quá kín kẽ, kết quả Inter vô địch nhờ chiến thắng 2-0, trong đó tiền đạo Diego Milito chói sáng với cú đúp. Mourinho thực sự đã chấn an chúng tôi, ông ấy là thủ lĩnh của chúng tôi, ông ấy biết tầm quan trọng của việc truyền tải sự bình tĩnh trong những thời điểm căng thẳng, Milito thổ lộ. Trong trận chung kết gần nhất của Mourinho, chiến thắng của Roma trước Feyenoord tại Europa Conference League mùa trước, đại diện của Hà Lan có đến 67% thời gian kiểm soát bóng. Dù vậy, do áp dụng với Roma không hiệu quả nên Feyenoord đã thực hiện 24 cú tạt, song chỉ có 3 lần thành công. Pha lập công ở phút thứ 32 của Nicolò Zaniolo đã giúp cho Mourinho dễ dàng triển khai miếng đánh phòng ngự chặt chẽ ở sở trường. Rốt cuộc, Feyenoord đã thất bại trong việc xuyên thủng mảnh lưới của câu lạc bộ do Mourinho dẫn dắt. Điều mà chưa một đội bóng nào làm được tại chung kết Cúp châu Âu kể từ năm 2003 trước Celtic. Tại Europa League mùa này, Bayer Leverkusen của huấn luyện viên Xabi Alonso đã phải nếm trải sự khó chịu của Mourinho bồn. Chiến thắng 1-0 của Roma ở lượt đi khiến người đặc biệt càng có cơ sở để dựng lên chiếc xe buýt 2 tầng trong màn tái đấu. Leverkusen kiểm soát đến 72% trái bóng, thực hiện 23 cú sút và 5 quả tạt góc, nhưng đơn giản là họ không thể tìm ra cách xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn của Roma. Đại diện của Serie A khép lại trận đấu với một cú sút và một không trúng đích. Điều quan trọng là đội bóng của Mourinho đã lọt vào đến trận chung kết. Roma chắc chắn sẽ nhường lại đất diễn cho Sevilla ở trận chung kết diễn ra tại Budapest. Và chỉ cần ghi được một bàn thôi là họ sẽ thủ đến chết để tìm đến vinh quang. Sevilla gặp AS Roma được ví như là một trận chung kết trong mơ của Europa League mùa này, khi hai biểu tượng chiến thắng sẽ tranh cúp tại Puskas Arena. Mourinho đã toàn thắng cả 5 trận cúp châu Âu với Porto, Inter, Man United và AS Roma. Phẩm chất người đặc biệt của Jose Mourinho là chìa khóa đưa AS Roma vào 2 trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp. Chức vô địch Europa League cũng chính là cánh cửa để Roma trở lại Champions League mùa tới khi họ đang đứng thứ 6 ở Serie A mùa này. Phía bên kia chiến tuyến, Sevilla đã toàn thắng 6 trận chung kết trước Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Depro, Liverpool và Inter Milan để giành 6 chức vô địch Europa League vào các năm 2006, 2007, 2014 đến 2016 và 2020. Giống như AS Roma, chiến thắng trong trận chung kết tại Puskas Arena sẽ đưa Sevilla trở lại Champions League mùa sau trước một giải bết bát ở giải quốc nội. Thầy trò huấn luyện viên Jose Luis Mendilibar đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng La Liga. Hoặc Jose Mourinho hoặc Sevilla sẽ mất đi hào quang sau trận chiến thắng cuối cùng vào đêm nay. Nhìn lại hành trình vào chung kết thì Sevilla xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Roma. Đội bóng Tây Ban Nha đã liên tục hạ knock out hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Man United và Juventus ở tứ kết và bán kết. Sevilla cũng từng loại Roma trên hành trình vô địch Europa League hồi năm 2020.
Trước đó, Sevilla đã gieo sầu cho Man United của Mourinho ở Champions League hồi năm 2018 và khiến người đặc biệt chua chát thừa nhận Sevilla có bản lĩnh cao cường hơn đội nhà ở sân chơi châu Âu. Nếu như Sevilla gây ấn tượng mạnh trên đấu trường và đến trận chung kết, thì AS Roma đã tới Puskas Arena bằng thứ bóng đá có phần xấu xí. Hình ảnh biểu tượng trong đội bóng của Italia hiện lên ở bán kết, nơi Leverkusen phát cáu vì các thầy trò Mourinho giết chết trận đấu lượt về khi thắng 1-0 tại lượt đi. Dẫu vậy, đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để Mourinho và AS Roma giải mã DNA vô địch của đối thủ Europa League, bởi lẽ Sevilla đã bán đi một loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng gần đây. Thực tế, AS Roma xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Sevilla nếu như so sánh từng cá nhân trong đội hình, thay vì chiếu về thành tích bề dày. Ngoài ra, Sevilla cũng chịu tổn thất lớn lực lượng khi hậu vệ cánh Marcos Acuña bị treo giò ở trận chung kết vì lĩnh thẻ đỏ tại bán kết. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn liệu cơm gắp mắm trên nền tảng triết lý thực dụng đến xấu xí. Nhiều người từng nghĩ dưới thời của Mourinho đã hết thời, nhưng thành công của ông ở đấu trường châu Âu vẫn trong 2 năm liên tiếp đã chứng minh điều ngược lại. Trận hòa ở lượt bán kết Europa League cũng là tiêu biểu cho triết lý của Mourinho. Đội bóng nước Đức gần như phát điên với cách Mourinho 7 bình bố trận. Họ cho rằng Mourinho thực hiện lối chơi phản bóng đá. Có thể lối chơi này không hiệu quả trong hành trình dài, nhưng tại đấu trường Serie A, Roma chật vật và không thể lấy nổi vé Champions League mùa tới. Tuy nhiên, trong trận đấu nhất định, cách đá ý của Mourinho sẽ trở nên khó lường hơn. Không khó để hình dung ra thế trận của trận chung kết, Sevilla sẽ cầm bóng và Roma phòng ngự. Mỗi đội sẽ chơi theo cách sở trường của mình và với tính chất của một trận chung kết, đôi bên sẽ càng thể hiện sự cẩn trọng ở mức tối đa. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng và sẽ được định đoạt bởi các khoảnh khắc của các ngôi sao.